Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2020, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố Hà Nội mới chỉ đạt là 86,29%, như vậy là thấp hơn so với cùng kỳ của năm 2019. Theo thống kê, năm 2018, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố Hà Nội đạt 86,5% dân số. Năm 2019, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố đạt 86,8%. Hà Nội yêu cầu ngành bảo hiểm xã hội thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp từ nay đến hết năm. Trong đó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2020 đạt 90,1%.